Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có những ngày nghỉ cuối tuần thật là may mắn ạ. Thưa với quý vị các bạn, hôm nay thì đã là ngày thứ bảy, ngày cuối tuần rồi. Chúc quý vị và các bạn cùng gia đình của mình có những cái ngày nghỉ cuối tuần thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Thưa với quý vị và các bạn, ngày hôm qua thì chúng tôi mua được về một chiếc xe sedan ở phân khúc hạng D, đó chính là chiếc xe Mazda 6, nhưng mà tôi không thể đem ra ngoài để quay được. Và vì buổi chiều sáng hôm qua thì trời rất là mưa cho nên tôi quay tại cửa hàng. Chắc quý vị và các bạn cũng đã xem qua về chiếc Mazda 6 rồi ạ. Vâng, hôm nay thì chúng tôi lại có ngay một chiếc xe cũng ở cái phân khúc hạng C, ở cái phân khúc sedan, và tôi đem lên đây để giới thiệu cho quý vị và các bạn. Đó chính là chiếc xe Kia K3, chiếc xe được sản xuất năm 2015, biển Hà Nội rồi ạ. Chiếc xe đăng ký biển Hà Nội rồi và chạy chuẩn của nó là hơn 5 vạn km rồi. Cụ thể tí nữa tôi sẽ quay về cái đồng hồ này cho quý vị và các bạn cùng xem. Thưa với quý vị và các bạn, ở cái phân khúc hạng C thì những chiếc xe ở cái hãng khác thì có thể option nó được trang bị rất là đơn giản. Nhưng ở chiếc xe Kia này, Kia K3 này, thì Kia đã trang bị cho chiếc K3 này là option tương đối là nhiều ạ, tương đối là đầy đủ ạ. Ví dụ như là khóa thông minh, đèn nổ start stop này, gương gập điện này, xi nhan tích hợp trên gương này, ghế da này, điều hòa tự động hai vùng độc lập này, cửa nóc này, la răng đúc, cảm biến lùi, camera lùi, đầu DVD và đèn pha bi xenon này, đèn LED ban ngày này, cảm biến trước này, cảm biến trước sau đầy đủ hết, đèn gầm đầy đủ hết. Nói chung là về cái phần xe Hàn thì option chúng ta không phải bàn cãi gì, tương đối đầy đủ. Và cái điều đặc biệt nhất mà chúng tôi muốn giới thiệu với quý vị và các bạn ở chiếc xe này, đó chính là chủ xe cực kỳ yêu xe, cực kỳ giữ gìn xe, chăm sóc đầy đủ, rất là đầy đủ ạ. Đây, tôi sẽ quay cho quý vị và các bạn xem về cái phần cái sổ bảo hành. Nhìn cái sổ bảo hành này thì quý vị và các bạn sẽ biết được chủ xe chăm sóc xe, giữ gìn xe như thế nào ạ. Full dịch vụ ạ, full bảo hành từ lúc mua xe ra đến khi bán đều chăm sóc xe rất là kỹ ạ. Đồng hồ trên sổ bảo hành này khớp với đồng hồ của xe luôn, đầy đủ tại hãng Kia luôn ạ. Mời quý vị và các bạn cùng xem ạ. Đây, thưa quý vị và các bạn, sau đây thì tôi sẽ quay về cái phần quyển sổ bảo hành này để cho quý vị và các bạn xem về cái phần nhật ký sửa chữa bảo dưỡng, để biết được chủ xe này chăm sóc sửa chữa bảo dưỡng chiếc xe này như thế nào đấy ạ. Đây, thưa quý vị và các bạn, đây chính là quyển sổ bảo hành của chiếc xe Kia K3 này ạ. Khi mua chiếc xe thì Kia đã phát cho chủ xe chiếc sổ bảo hành này. Đây, thưa với quý vị và các bạn, đây là cái phần thông tin của chủ xe. Tôi xin phép che cái phần thông tin của chủ xe này đi, vì khi đăng lên trên mạng này nó sẽ có nhiều vấn đề tế nhị. Còn nếu như quý vị các bạn đến xem xe trực tiếp chúng tôi có thể cho xin thông tin luôn ạ, cung cấp thông tin của chủ xe cho quý vị các bạn luôn ạ. Đây, chiếc xe này là được sản xuất năm 2015 và được đăng ký tháng 12 năm 2015 ạ. Đây là cái ngày giao xe của hãng đấy, và cũng là cái ngày nhận xe của chủ xe đấy, chính là ngày 14 tháng 12 năm 2015. Khi mà nhận xe ở ngày 14 tháng 12 năm 2015 thì chủ xe đã sử dụng và bảo dưỡng như sau. Đây là cái phần nhật ký bảo dưỡng định kỳ đây ạ. Nhận tháng 12 năm 2015 thì đến tháng 1 năm 2016 chủ xe đã đi được 1.000 km và đến thay dầu bảo dưỡng đây. Bảo dưỡng ở cấp độ 1.000 này. Và đến tháng 3 năm 2016 thì bảo dưỡng cấp độ 5.000. Đến tháng 7 năm 2016 thì bảo dưỡng cấp độ 10.000. Tháng 10 năm 2016 thì bảo dưỡng cấp độ 15.000. Đấy, thưa với quý vị và các bạn, cũng tương tự như vậy thì tháng 7 2 năm 2017 cấp độ 20.000 này, cấp độ 25.000 này, năm tháng 6 năm 2017 này, cấp độ 30.000 này, 35 này, 40.000 này, 45.000 này, 47.000 ở năm 2019 này. 47.000 ở năm 2019 này. Tháng 2 năm 2020 đây. 53.000 đây. 53.000 ở tháng 6 năm 2020. Năm 2020 thì ở cái cấp 53.000. Và bây giờ thì chủ xe đã bán cho tôi ở tháng 8 năm 2020. Đây, thưa quý vị và các bạn, ở cái đồng hồ ở cấp độ 55.000 km đấy. Vậy thì quý vị các bạn xem ở cái đồng hồ này nó có chuẩn không ạ?
Chúng tôi cam kết đồng hồ này là chuẩn, chúng tôi không tua và nó khớp với cái đồng hồ bảo dưỡng của chủ xe tại hãng đấy. Quý vị và các bạn có thể check tại hãng ạ. Vâng, thưa quý vị và các bạn, chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là hơn 400 triệu đồng thôi. Cụ thể chúng tôi đang bán là 456 triệu đồng ạ. Nếu như quý vị và các bạn ưng chiếc xe này thì mời quý vị và các bạn hãy liên hệ theo số hotline của ô tô 360 của chúng tôi là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Nếu như quý vị và các bạn muốn xem xe trực tiếp, muốn lái thử trực tiếp chiếc xe Kia K3 này thì mời quý vị và các bạn đến cửa hàng chúng tôi ở địa chỉ 16 Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe trực tiếp, lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy chia sẻ clip để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều ạ. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn đi tìm hiểu chi tiết về cái phần ngoại thất và cái phần nội thất cũng như cái phần động cơ của chiếc xe này. Mời quý vị và các bạn. Vâng, thưa với quý vị và các bạn, trước tiên thì tôi cũng mời quý vị và các bạn cùng tôi đi một vòng quanh xe để xem mà cái phần ngoại thất của chiếc xe này nó còn đẹp như thế nào đây ạ. Chủ xe chăm sóc bảo dưỡng như vậy thì chiếc xe này nó còn đẹp như cỡ nào. Thì bây giờ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem chi tiết về chiếc xe này ạ. Tôi sẽ quay về cái phần ngoại thất trước để xem chiếc xe này nó còn đẹp hay không ạ. Chiếc xe này thì nói thật với quý vị và các bạn, chúng tôi mua về thì chúng tôi cũng đã đánh bóng dọn dẹp đi hết cả rồi. Tất cả là chúng tôi cũng đã dọn dẹp hết rồi. Cho nên là nếu như quý vị và các bạn sở hữu chiếc xe này để về thì quý vị và các bạn cũng chỉ việc đổ xăng vào mà chạy thôi. Nếu như quý vị và các bạn nào muốn sang tên thì sẽ sang tên xong rồi chạy thôi, chứ không phải làm cái gì cả. Tất cả chiếc xe này rất là đẹp rồi, chúng tôi dọn dẹp lên nó đẹp lắm đấy ạ. Và chủ xe đi thì giữ gìn, bảo dưỡng đầy đủ tại hãng như thế vậy thì chất lượng nó quá yên tâm rồi. Quý vị và các bạn không phải lo về chất lượng của chiếc xe này nữa đâu ạ. Đây là cái phần đầu, phần ba đời sốc trước của xe đấy ạ. Quý vị các bạn thấy đấy, tất cả còn rất là đẹp ạ, rất là đều xe đấy ạ. Tất cả còn rất là đẹp ạ. Và xe thì trang bị đầy đủ option như thế này đấy ạ. Đèn bi xenon, đèn led, đèn gầm, cảm biến trước đầy đủ hết cả rồi. Xi nhan thì được tích hợp trên gương chiếu hậu, và gương chiếu hậu là gương gập điện rồi đấy quý vị các bạn ạ. Khóa thông minh, bấm tay để mở cửa đấy ạ. Kia thiết kế cái tay cầm cửa cũng rất là điệu, rất là đẹp ạ. Còn đây chính là cái ba đời sốc sau của xe. Ba đời sốc sau cũng tất cả cũng còn rất là đều, rất là đẹp ạ. Và xe thì được trang bị rất là nhiều option rồi. Cảm biến lùi này, camera lùi này, rất là đẹp ạ. Và đặc biệt là Kia cũng đã trang bị cho phiên bản K3 này là hệ thống đèn là full LED ạ. Từ đèn hậu này, đèn sau này là đều là full LED hết ạ. Cái cặp đèn này khi bật lên ở cái ban đêm hoặc là chúng ta đi trời nó râm râm trời mưa mà tối tối trời ấy, thì là nhìn chiếc xe này rất là đẹp ạ. Nhìn về tổng thể thì chiếc xe này còn khá mới ạ. Sau 5 năm sử dụng với 5 vạn rưỡi km thì là nó quá mới, quá đẹp ạ. Các cụ nhà ta cũng đã bảo rồi, của bên thì tại người, chủ xe đi rất là giữ gìn, cẩn thận, bảo dưỡng định kỳ, cho nên chiếc xe này nó còn đẹp, cực đẹp đấy ạ. Đây là cái cặp đèn pha bi xenon mà Kia cũng đã trang bị cho chiếc K3 này, nhìn rất là đẹp ạ. Nhiều xe phải độ lên chứ đây là đèn pha nguyên bản đấy ạ. Và đặc biệt ở trên cái cặp đèn pha này là một cái giải LED ban ngày, hay còn gọi là đèn daylight đấy ạ. Chỉ cần nổ máy lên là cái đèn này nó sáng thôi. Rất là đẹp ạ. Chúng tôi buôn bán xe cũ cho nên là chúng tôi không phải giới thiệu nhiều về cái option cho quý vị và các bạn đâu. Chúng tôi chủ yếu là giới thiệu về cái chất lượng của chiếc xe thôi, để cho quý vị và các bạn có thể đánh giá được cái chất lượng của chiếc xe sau những cái năm tháng sử dụng thì nó còn đẹp như thế nào, để quý vị và các bạn có thể nghiên cứu quyết định mua cho mình một chiếc xe ô tô cũ đấy ạ. Vì là rất nhiều người muốn mua xe cũ cho nó tiết kiệm nhưng mà không biết được cái chất lượng của chiếc xe nó như thế nào, thì quý vị và các bạn đến với chúng tôi thì quý vị và các bạn có thể yên tâm ạ. Chúng tôi cam kết về chất lượng cho quý vị và các bạn, có thể chúng tôi cam kết bằng văn bản cho quý vị và các bạn yên tâm luôn ạ. Nếu như phát hiện ra những chiếc xe mà chúng tôi đã cam kết với quý vị và các bạn là không đâm đụng, không ngập nước, máy móc nguyên bản mà nó có lỗi trong những cái lỗi mà chúng tôi đã cam kết đấy, thì chúng tôi sẽ nhận lại xe, trả lại tiền cho quý vị và các bạn. Mặc dù quý vị và các bạn đã nhận xe, đã đi rồi, chúng tôi cũng nhận lại hết ạ.
Thưa với quý vị và các bạn, chủ xe thực hiện rất là đúng, chăm sóc xe rất là kỹ cho nên là thực hiện rất đúng. Chủ xe thực hiện là như nhà sản xuất khuyến cáo, đối với những chiếc lốp xe ô tô chạy 5 năm hoặc 5 vạn km thì phải thay lốp. Vâng, thưa quý vị và các bạn, chủ xe vừa thay lốp ở cái cấp độ xe chạy 5 vạn đấy ạ. Cả một dàn lốp chủ xe mới thay là năm 2019 đấy ạ. Và đặc biệt là cái lốp này chủ xe thay là dàn lốp Michelin. Michelin 215 4517 đấy ạ. Rất là đẹp ạ. Và còn rất là mới, chủ xe vừa mới thay xong. Đấy, quý vị và các bạn mua chiếc xe này về thì yên tâm rồi, lãi quá rồi. Chủ xe thay hết tất cả dàn lốp này rồi, không phải thay lốp nữa. Dàn lốp còn rất là đẹp ạ, rất mới. Nhìn về cái phía sau của xe rất là thể thao ạ. Thì xe cũng đã được trang bị một cái đuôi gió, nhìn thể thao. Đuôi gió đây. Cho nên là rất là thể thao, rất là phù hợp với những thanh niên. Thanh niên đẹp trai đi con xe này thì nó sẽ đẹp trai hơn rất là nhiều đấy ạ. Đầy đủ hết cả cửa nóc đây rồi ạ. Đây là cửa nóc của xe đấy ạ. Thưa với quý vị và các bạn, mấy ngày hôm nay thì trời cứ mưa suốt. Hôm nay thì trời lại bắt đầu nắng lên rồi. Tôi lại sợ trời nó lại nắng quá, lát nữa lại nắng nó to, tôi không thể quay được. Cho nên là tôi cũng tranh thủ quay nhanh chóng để cho quý vị và các bạn cùng xem. Vậy nếu như quý vị và các bạn đang quan tâm đến chiếc xe Kia K3 này thì xin quý vị và các bạn hãy liên hệ theo số hotline của ô tô 360 của chúng tôi là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Và nếu như quý vị và các bạn muốn xem xe trực tiếp, muốn lái thử trực tiếp thì hãy đến cửa hàng chúng tôi ở địa chỉ 16 Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử chiếc xe Kia K3 2015 này. Vừa rồi thì tôi cũng đã quay và giới thiệu về cái phần ngoại thất cho quý vị và các bạn cùng xem. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi tìm hiểu về cái phần nội thất của chiếc xe này ạ. Chắc không phải giới thiệu cho quý vị và các bạn nhiều thì quý vị và các bạn cũng biết được cái nội thất nó đẹp như thế nào đó. Vì là cái đồng hồ nó chạy có 5 vạn rưỡi thôi, chủ xe đi lại cẩn thận và giữ gìn như thế thì là nó chắc chắn nó phải rất là đẹp rồi ạ. Và nội thất rất là mới đấy ạ. Đấy, thưa quý vị và các bạn cùng xem, vẫn là cái phần mà tôi muốn giới thiệu quý vị và các bạn nhất là cái phần keo chỉ đây ạ. Tất cả về cái phần keo chỉ này còn nguyên bản hết ạ, chưa có bị nứt hay là xước sát hay là mất keo ạ. Đây là cái phần táp bi cửa đây ạ. Kia cũng đã trang bị cho chiếc K3 này là cái bộ gương gập điện đấy ạ. Gương gập điện và là gương auto nhá. Để chế độ này là có thể khóa xe là gương tự gập ạ. Đấy. Phần bậc cửa này. Phần bậc cửa cũng rất là mới ạ. Ghế da cao cấp còn rất là sạch sẽ, rất là đẹp ạ. Chủ xe đi ít giữ gìn, cẩn thận, chăm sóc bảo dưỡng tốt cho nên là còn rất là đẹp ạ. Đây, thưa quý vị và các bạn, tôi quay sát cho quý vị và các bạn cùng xem. Đây là cái phần vô lăng của xe đây ạ. Vô lăng này cũng là vô lăng nguyên bản nhá, vì chạy có 5 vạn rưỡi thôi thì cái vô lăng nó còn rất là đẹp ạ. Vô lăng cũng đẹp, cần số tay phanh cũng rất là đẹp ạ. Tất cả chưa phải làm cái gì lại ạ. Chúng tôi mua về là chúng tôi chỉ dọn dẹp thôi. Và riêng về cái phần táp lô này thì chủ xe đã phủ một cái lớp nhung trên, cho nên là tôi bỏ cái lớp nhung ra thì cái phần táp lô rất là mới. Đây, tất cả về keo chỉ này, khóa bản lề ốc, bản lề cửa, tất cả còn rất là mới, rất là đẹp và không có dấu hiệu của sự tháo ra. Đây là cái phần táp bi cửa phía sau bên lái đây ạ. Tất cả keo chỉ chúng tôi cam kết luôn ạ, không đâm đụng, không ngập nước, tất cả nguyên bản hết, keo chỉ còn nguyên bản ạ. Chưa mất một phần keo chỉ nào cả. Và cái phần nội thất ở đằng sau này thì cũng rất là mới rồi, vì chủ xe đi cũng giữ gìn cẩn thận như vậy, sạch sẽ như vậy. Và cái hàng ghế sau này thường thì ít người ngồi hơn cho nên nó còn rất là mới ạ. Kia cũng đã trang bị cho phiên bản K3 2015 này là cửa gió cho hàng ghế ngồi phía sau đấy ạ. Cửa gió hàng ghế ngồi phía sau cho nên là ngồi đằng sau cũng rất là mát ạ. Và đây chính là chiếc táp bi cửa phía sau bên phụ ạ. Keo chỉ cũng còn nguyên hết đấy ạ. Chúng tôi không làm mất công, mất thời gian của quý vị và các bạn đâu. Đã giới thiệu là phải chuẩn để quý vị và các bạn đến với chúng tôi sẽ không mất thời gian, và chúng tôi cũng không phải mất thời gian với quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn chỉ cần xem qua clip thì đã biết được chất lượng của chiếc xe này nó như thế nào rồi ạ.
tất cả còn rất mới, đúng không quý vị và các bạn? Đây là chiếc táp bi cửa trước bên phụ đây ạ. Keo chỉ thì không nói đến rồi, tất cả là tôi cam kết còn nguyên hết ạ. Táp bi cửa thì rất là đẹp ạ. Ốc bản lề đây, ốc bản lề đến doang cũng còn rất là đẹp ạ. Từ những cái bậc cửa này cũng không có xước xát gì cả. Phải nói là chủ xe đi cực kỳ giữ gìn cẩn thận, cho nên nó mới được đẹp như thế này đấy. Táp lô rất là đẹp, rất là mới ạ. Sau 5 năm sử dụng với 5.5 vạn km thì là quá ít ạ, chạy quá ít. Chiếc xe chạy quá ít là một chuyện, nhưng mà chủ xe lại giữ gìn cẩn thận, cho nên nó lại rất là đẹp hơn, đẹp rất là nhiều. Vì kể cả là nếu như chiếc xe chạy thực sự ít nhưng mà chủ xe không giữ gìn thì chiếc xe nó cũng không được đẹp lắm đâu. Đây, thưa quý vị và các bạn, đồng hồ là 5.5 km, tôi cam kết với cái đồng hồ này. Nếu phát hiện chúng tôi tua đồng hồ này, chúng tôi chấp nhận tất cả các hình phạt mà quý vị và các bạn muốn phạt chúng tôi. Tôi cam kết ạ. Kia cũng đã trang bị cho phiên bản K3 2015 này là một cái điều hòa tự động hai vùng độc lập. Rồi là tôi tắt cái điều hòa đi, cho đây tôi bật lên cho quý vị và bạn cùng xem. Nó ở hai vùng độc lập đây ạ. Đây, vùng bên lái này, vùng bên phụ này, hai vùng độc lập khác nhau. Đấy chính là cái điều hòa. Màn hình trung tâm chính là màn hình giải trí đa phương tiện tích hợp cả GPS này, camera lùi này, DVD ạ. Đầu DVD đấy, tôi đang mở CD thôi cho nên là nó không lên hình, chứ nó có đầy đủ hết tất cả đấy. Đây, thưa với quý vị và các bạn, rất là nhiều, giải trí đa phương tiện ạ. Và xe thì được trang bị khóa thông minh, đèn nổ start stop. Đây, đèn nổ start stop đấy. Quý vị và các bạn xem qua để biết được cái phần táp lô chủ xe đã phủ một cái lớp nhung lên, cho nên là nó rất là mới ạ. Chúng tôi mua về là chúng tôi bỏ ra để quay lên cho quý vị và bạn cùng xem thôi. Rất là mới ạ, rất là đẹp ạ. Tất cả còn rất là mới. Đây chính là cái phần cửa nóc của xe đây ạ. Nếu như mà hôm nào mà đi mà trời nó mát trời, chúng ta có thể hạ cái cửa nóc ra để đón hít thở một ít không khí tự nhiên bên ngoài thì rất là thoải mái ạ. Đấy chính là cái mục đích mà Kia trang bị cho chiếc K3 2015 này, cái cửa nóc là để như vậy đấy. Chứ còn với không khí ở Hà Nội hoặc là thời tiết mà nắng nóng, chúng ta mở cái cửa nóc này ra thì rất là nóng ạ. Nội thất rất là mới ạ. Đây chính là cái phần cốp sau của xe. Tôi vẫn quay cho quý vị các bạn xem qua về cái phần cốp sau đây ạ. Ốc áp còn nguyên, keo chỉ cũng còn nguyên hết đây ạ. Keo chỉ còn nguyên và ốc còn nguyên như thế này thì điều này chứng tỏ là chiếc xe này chưa có bị đâm đụng từ phía sau đâu. Tất cả còn nguyên bản hết đây. Tất cả còn nguyên bản và rất là sạch sẽ đẹp đẽ đây ạ. Chủ xe có vẻ lẽ là cũng ít để đồ, cho nên là cái cốp này nó mới được đẹp như thế. Tất cả còn rất là mới, rất là đẹp. Còn đây chính là cái phần mà quý vị và các bạn có lẽ đặc biệt quan tâm ở cái phần này đấy ạ. Chắc chắn quý vị và các bạn đặc biệt quan tâm ở cái phần này. Đó chính là cái phần động cơ của chiếc xe ạ. Động cơ của chiếc xe thì Kia cũng đã trang bị cho phiên bản K3 2015 này là một cái động cơ DOHC 16 van và là 1.6 lít ạ. Với dung tích 1.6 lít đấy ạ. Đây, thưa quý vị và các bạn, chắc quý vị và các bạn quan tâm nhất vẫn là ốc này, keo chỉ này. Xem ốc và keo chỉ nó có còn nguyên bản hay không. Tất cả các ốc này còn nguyên bản và keo chỉ cũng còn nguyên bản như thế này thì điều này là chứng tỏ là chiếc xe này chưa có bị đâm đụng hay là chưa ngập nước gì cả. Tất cả còn nguyên bản hết đấy ạ. Máy móc thì còn rất là mới ạ. Chiếc xe này thì chúng tôi cũng chỉ vừa mới dọn rửa qua đây thôi, chúng tôi không dọn rửa kỹ lắm đâu, vì là máy móc này thì tất cả còn đẹp như thế này rồi, không nhất thiết phải dọn làm gì cho nó. Đấy, dọn dẹp kỹ thì nó cũng mất công thêm ra thôi, vì chiếc xe này đẹp lắm, chủ xe bảo dưỡng định kỳ,
và chăm sóc kỹ như thế vậy thì là chiếc xe này còn rất là đẹp ạ. Đấy, rất là mới ạ. Tất cả các ốc này còn nguyên zin hết đấy ạ. Đặc biệt là anh em thợ trong ngành mua bán xe ô tô, có người thân người nhà muốn mua chiếc xe này thì quý vị thì anh em liên hệ nhé, để lấy chiếc xe này cho người nhà thì rất là yên tâm đấy ạ. Tất cả còn rất là đẹp ạ, còn mới ạ. Chất lượng thì chúng tôi xin cam kết luôn ạ. Cam kết là không đâm đụng, không ngập nước, máy móc còn nguyên bản hết đấy ạ. Chắc là anh em xem qua về cái máy này thì anh em cũng đã thể biết được là nó như thế nào rồi. Chúng tôi không phải nói nhiều đâu ạ. Tất cả nó còn được đẹp lắm đấy. Với cái động cơ 1.6 này thì là quý vị các bạn đi rất là tiết kiệm nhiên liệu nhé. Ví dụ như quý vị và các bạn đi ở đường phố này, trong đô thị đấy thì có hơn 10 lít thôi. Nhưng mà nếu đi ở đường trường thì chỉ hơn 6 lít thôi. Tính trung bình thì khoảng 8 lít trên 100 km. Đấy, thưa quý vị và các bạn, đấy là định mức tiêu hao nhiên liệu của nhà sản xuất đấy. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip tiếp theo. À quên, nếu như quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều.